Trao đổi từ đầu chương trình đến bây giờ thì bệnh lý tuyến giáp là một trong cái bệnh lý nó rất là đặc thù, đặc trưng và cái đối tượng mắc phải, cái số lượng người Việt Nam mắc phải rất là nhiều. Vậy thì thầy Lan, thầy có thể chia sẻ cho mọi người biết được rõ hơn về vai trò của tuyến giáp cũng như là mức độ phổ biến của những bệnh lý tuyến giáp hiện nay được không ạ? Vâng, thì nói về tuyến giáp ấy, thì chúng ta thấy tuyến giáp là một tuyến nội tiết. Mà so với các tuyến nội tiết khác ấy, thì tuyến giáp là một cái tuyến mà nó có to nhất. À, to nhất và nó có trọng lượng là từ 20 đến 25 gram và nó đóng một vai trò rất là quan trọng. Thì cái tuyến giáp ấy, thì nó nằm ở trong phần cổ, phía trước tuyến giáp là phần da và phần cơ thịt, còn sau tuyến giáp nó là phần khí quản. À, và cái tuyến giáp thì nó có cái hình dạng hình con bướm và có hai thùy, thùy phải và thùy thùy trái, và hai thùy đó được nối với nhau bởi vì cái eo tuyến giáp đó. Thì chúng ta thấy rằng cái tuyến giáp ấy thì nó tiết ra hormone rất là quan trọng và đóng vai trò là quan trọng trong vấn đề là cơ thể con người chúng ta. Thứ nhất là nó tham gia nó vào quá trình chuyển hóa mà cơ thể chúng ta phải tham gia có rất nhiều các công tác chuyển hóa, và đồng thời là nó kích thích, đồng thời là nó phát triển cái kích dục. Thế ngoài ra là có giúp tăng cường cái nhịp đập của tim và co bóp về cơ tim. Ngoài ra nó còn tạo điều kiện để tăng cái lượng đường huyết, rồi tạo nhiệt độ vân vân. Thì không những thế thì cái hormone ấy nó giúp cho gì? Giúp cho vấn đề là hoàn chỉnh cái hệ thống thần kinh ngay cả trong từ cái thời kỳ của trong bào thai nữa. Và cái điều nữa tức là cái hormone của tuyến giáp nó còn giúp cho điều chỉnh duy trì cái nồng độ canxi là luôn luôn 1% ở trong máu. Và duy trì, nếu như mà lượng canxi trong máu trên 1% thì tuyến giáp sẽ điều khiển là đưa canxi vào sự giữ ở xương, nhưng mà nếu dưới 1% ấy, thì tuyến giáp lại làm nhiệm vụ chuyển hóa canxi từ trong xương này vào máu, và ngoài ra nó còn điều chỉnh cái phốt pho nữa. Thế còn bệnh lý tuyến giáp thì có rất nhiều cái bệnh lý khác nhau. Thứ nhất là trường hợp là cường tuyến giáp, rồi có những trường hợp là bị suy giảm tuyến giáp. Thế rồi có những trường hợp mà bệnh biếu nhân của tuyến giáp, hoặc là thậm chí là ung thư tuyến giáp. Nói chung là bệnh lý rất là nhiều.